Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hồi nãy vừa rồi mình đã test thử cái âm ly, khi mà mình điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ nó bị rè. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video là hướng dẫn thay cái hai cái volume đó, cái âm điều chỉnh âm lượng đó. Đầu tiên thì mọi người rút mấy cái nút vặn này ra. Đó thì nó nằm ở trong cái bo nào thì mình sẽ tháo cái bo đó ra. Sau đó mình dùng cái khóa 10 hoặc là cái kìm á, kìm áp bằng á, thì mình nhả lỏng con ốc này ra, sau đó mình vặn mấy con ốc này bỏ ra bên ngoài. Rồi bây giờ mình tiến hành tháo cái bo đó ra. Đó thì ở đây là nó sử dụng cái con biến trở đôi. Nếu mà các bạn sử dụng cái đồ hút chì á thì mình tháo ra dễ dàng. Còn đối với mấy các bạn mà không có đồ nghề á thì mình tách cái này ra. Đó, nãy nó rèn cái này ra nó thành cái biến trở chiết, thì mình sẽ nhả chì và rút nó lên nó dễ dàng hơn. Đó. Các bạn chỉ cần chấm chì ở dưới và rút nó lên rất là dễ thôi. Còn nếu các bạn để nguyên cái biến trở đâu thì mình rút lên rất là khó. Nó sáu chân nó rất là khó. Rồi thì mình sau khi tháo ra thì các bạn tìm cái con biến trở mà giống y hệt như vậy là được. Thì con biến trở này là 50k. Đó 50 kg á, thì mình mua được thì các bạn mua mới. Nếu mình không có mua mới thì mình tháo trong cái bo âm ly á, mình gắn qua. Thì ở đây mình tháo cái con biến trở này bên cái mạch master của cái âm ly cũ. Đó, nói chung là mình tháo cái biến trở này còn xài được nha. Tương tự như cái nút ở ngoài bìa, cái nút mà bên phần music á, cái nút âm lượng của bên music á, mình tháo ra và mình tiến hành thay giống như bên mạch master mình vừa thay á. Thì các bạn tháo ra cũng như vậy và mình sẽ mua con miếng trở giống nhau và mình thay vô thôi. Đó, sau bây giờ mình đã thay xong rồi thì các bạn để ý là cái con miếng trở này nó khác với con miếng trở cũ nha. Đây, sau khi thay xong thì mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem nè. Đó. Bây giờ mình vặn lớn nhỏ này nó không có nghe rè nữa nè. Ở đây mình thay đổi hai cái nút vặn vì lý do là hai con miếng trở này nó khác. Khi mình nhét cái nút cũ vào thì nó không có vừa, nên mình thay luôn cái nút mới luôn. Ok, mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha. Đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.